Đây đây mày phải coi cái mặt anh virus nè, đó. Đó, được. Surprise, Để xem còn gì nữa không. Trang phục Mỹ, skin pha mát macaron, hành động thiên Nga và trang phục thủy tinh. Đăng nhập Free Fire ngày 5 tháng 4, chơi lễ giỗ tổ, quà phi ngập cổ. Vâng, và chào mừng tất cả các bạn đã quay trở lại với kênh của AS Mobile. Và hôm nay mình sẽ review cái clip Sơn Tinh Thủy Tinh, gồm có sự có mặt Virus, AS Mobile, Gao Bạc TV, và cùng đối với đó là Trứng Rán Cần Mỡ. Đấy, cùng với đó là Trần Thanh Tâm nha các bạn. Và bây giờ chúng ta sẽ vào luôn clip. À, clip sẽ có là gì đây? Vâng, sao mặt mình ngáo vậy? Ngáo gì? Ui, và chúng ta thấy là Trần Thanh Tâm, và cùng với đó là Virus, và cùng với đó Gao Bạc TV. Thật là đẹp trai quá đi. Và đây là Virus trong vai một game thủ nghèo, nàng rất mồng tơi. Một game thủ nghèo, nàng rất mồng tơi. Là ngày mà ta tuyển chọn phò mã cho con gái của ta. Vâng, hôm nay là một ngày phải có đủ sức mạnh, khoan đã chứ, lòng dũng cảm và trí thông minh. À, lòng dũng cảm và trí thông minh. Thì ta muốn chọn rể của ta phải có ý chí, ý chí để nối nghiệp ta sau này. À, trước khi bước vào phần tranh tài, ta xin giới thiệu về con gái của ta. Con gái của ta. À, hôm nay thì vua sẽ tuyển phò về cho con gái. Ơ, à, tuyển phò mã về cho con gái nha các bạn. Chiêu phết các bạn ạ. Lấy chồng. Cùng chơi bơ. Trời ơi, kinh đô quá to, đến đây đây đâu chăn để lấy vợ và công chúa vua nước Nam. Anh đây quá nghèo. Ngày đêm kết thân với anh em Free Fire. Free Fire. Hay quá. Hay quá. Ui, Trần Thanh Tâm diễn tốt quá à. Thôi dễ thương quá à. Rất là hay luôn các bạn. Thì nói chung là cũng có một mình cũng có nghe đồn mấy cái vụ phốt đồ gì về Trần Thanh Tâm. Thì mình là người đi diễn mà cùng với lại là em ấy mà các bạn. Mình thấy thực sự nếu mà so sánh ở ngoài đời so với góc cam, thực sự là đẹp hơn trong hình nữa, thực sự đẹp hơn trong hình nữa. Tại vì mình đã bị nhiễm cái mà trứng rán cần mỡ, bắp cần mỡ, bơ yêu không cần cớ cần cái đồng bàn tơ đó các bạn. Mình đã bị nhiễm cái đó rồi, ai mà giống Trần Thanh Tâm dữ vậy. Mà cái xong rồi suy nghĩ trong đầu của mình là không phải em ấy đâu, nếu mà là em ấy thì đâu có đẹp hơn trong kia đâu, trong TikTok xấu hơn mà, hay là kiểu đại loại như vậy. Nhưng mà ở ngoài thì rất là xinh, xinh hơn, ở ngoài xinh hơn nha các bạn. Đó, đó là cái trải nghiệm mà mình gặp Trần Thanh Tâm lần đầu tiên. Còn đây là anh Virus thì các bạn cũng đã biết rồi. Gặp anh ở ngoài đời rất là dễ thương, rất là hòa đồng, rất là vui vẻ, vui tính. Đó, ngay cả Trần Thanh Tâm cũng vậy. Nói chung là anh ấy cũng đẹp trai. Khoai to. Kiểu đại loại như vậy. Đó, thích những cái sự mạnh mẽ. Được thôi, xem tiếp nha mọi người. Lãng mạn cùng nhau cầm tay chạy bò qua ngày tháng. Ngày mai tình dược liêu a a a có vui cùng nhau hát ca cánh bên chân muôn cách xa. Cuối con đường ta cùng đi là nơi ta gọi là nhà. Nơi ta gọi là nhà.
Ok, và tiếp tục tuyển phò cho mị nương. What? À, tuyển phò mã cho mị nương. Mị nương công chúa. Mị nương công chúa. Trần Thanh Tâm trong vai. Khoan đợi xíu nha mọi người. Cái cảnh này mình phải cần những cái phụ kiện đi kèm. À mà thôi, phụ kiện đi kèm mình bỏ đang gác máy rồi không được. Thôi kệ đi, tiếp tục. Bông dẹo công chúa. Wow, Trần Thanh Tâm trong vai bông dẹo công chúa, gọi là mị nương. Lần đầu tiên mình nghe mị nương là bông dẹo công chúa luôn các bạn ạ. Hỏi các ứng cử viên tài giỏi của ta. Chuẩn bị tới mình rồi, chuẩn bị tới mình rồi. Ui, buồn ngủ, thanh niên buồn ngủ. Ui, ông già nữa. Ui, ui là mập kìa. Ai tự tin? Ông nó mập lắm bạn. Ai đủ điều kiện thì hãy bước ra đây. À, không ai ra, không ai dám ra luôn các bạn. Ông già không dám ra luôn kìa. Để ta, để ta ra bên. Công chúa phải là của ta. Đi chơi. Yeah. 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 Đi chạy. Giờ ta là Sơn Tinh, năm nay tôi 20 tuổi. Bao nhiêu cô theo đuổi. Em đi mua sắm đồ hiệu sao mà liền tay. Tính chất cứ dậy trên 5.000 mét đất. Nhưng đất làm gì khi không có em, anh cô đơn chết mất. Xếp tặng em trên tiếng đèn bằng sổ. Ui, sổ đỏ nhiều quá các bạn. Công nhà anh to nhưng vì chờ em nên anh bỏ ngỏ. Quỳnh cùng em băng qua rừng đi ăn ốc. Nhưng mà đừng tìm em khi... À, hay không các bạn. Nguyện cùng em đi băng qua rừng đi ăn ốc. Nguyện cùng em băng qua rừng đi ăn ốc. Nhưng mà đừng tìm anh khi em cần người đổ vỏ. Ui, hay phải lông đèn. Cái lúc mà phất cái áo choàng này các bạn, mình nói thiệt là mình phất cũng phải hơn chục lần á. Tại vì cái lúc mà áo choàng á, nó dính, có lúc thì nó dính, có người thì đạp lên, rồi có người thì kéo này đủ các kiểu. Lúc mà mình phất á thì nó bay tùm lum, nó bay không đúng cái chiều của cái áo choàng để mà qua cái cam để mà chuyển cảnh đó các bạn. Mình đóng cũng 10 lần như vậy. Và cái bộ đồ mình đang mang, thực sự các bạn, mình cũng đã chia sẻ với các bạn những cái lúc mà mình đi quay rồi, bộ đồ mình đang mang nó nóng cực kỳ luôn. Nó nóng giống như là các bạn biết mùa đông không? Mùa đông mà trời lạnh á, mà mặc bộ đồ lông vào á, kiểu kiểu vậy đó. Nhưng mà mùa này mùa hè, mà đang nghỉ hè và đang nghỉ Tết nữa đó, nên là rất là nóng. Và đóng trong đây hay là có máy lạnh nữa các bạn, có máy lạnh mà mình cảm thấy nóng rồi nha. Cái lúc những cái lời giờ ăn cơm á, giờ ăn cơm, giờ uống nước, giờ nghỉ ngơi, mình đâu được cởi đồ ra đâu các bạn. Hết kể nổi luôn. Mà đóng tới 3-4 giờ sáng chứ phải là đóng sớm đó các bạn. Tại vì cái MV này ra cũng phải gấp rút. Tại vì cũng trong mùa sô-cô-la nữa các bạn. Đó, kiểu đại loại là như vậy. Thôi nghe tiếp nha mọi người. Tôi có thể hóa phép sang núi nâng đồi. Chỉ trong nháy mắt có thể là cung gốc cây sôi. Đủ cả khu rừng chỉ trong bằng một nốt nhạc. Em về với anh thì chắc chắn là hốt bạc. Wow, trời ơi, mình thích cái cảnh của gao bạc quá à. Trời ơi, ngầu. Ngầu hơn là đi cầu nữa. Trời, quá ngầu, quá xịn sò. Xịn sò của mà hiệu ứng rất là đẹp. Cảnh bay vô tiếp đất cực kỳ đẹp. Cảnh này mà giống như là phiêu nhân gao, siêu nhân gao vậy á. Xin người gao bạc. Yeah. Hey yo, đừng nghe tên Sơn Tinh chém gió. Mẹ nó kêu mình tên Sơn Chim Tinh chém gió kìa. À, mày mới là Thủy Tinh á. Khốn. Anh em đứng gọi một bên để cho tôi bên nó. Bên nó. Khắp vùng biển khơi không ai không biết rõ. Đến lão dấu dài đông ngại lắm vô tôi cũng chỉ gọi bằng tìm họ. Tôi là Thủy Tinh đẹp trai lại là hoàn tráng nhất vùng. Nhà anh nhiều thủy nhiều nhất là Thủy Chung. Về về anh không bao giờ lo mất nước. Mọi thứ anh lo xin em đừng cất bước. Về với anh mọi không sợ lo mất nước, chỉ sợ cô Ngân băm sát mày ra bạc à. Cô Ngân sẽ băm sát mày ra từng mảnh từng mảnh từng mảnh. Thích ăn cá thì về về đâu của anh ê. Thích ăn anh thì nó
nhanh để cho anh địa chỉ. Địa chỉ. Dù là khách buồn biệt anh sẽ dẫn em đi, hoặc là về nhà anh sẽ cho em quên mình đi. Sức mạnh vô biên hô mưa gọi gió mây sóng xe. Hay quá mọi người. Đi qua sóng thần dâng lên 15 mét. Anh có thể gọi mưa tự như là trung quân. Còn em và anh chắc chắn là y trung nhân. Wow. Hay phết các bạn, chiêu phết các bạn ạ. Thích ăn cá thì về với đội của anh. Thích ăn anh thì cho anh xin địa chỉ. Đó kiểu là địa chỉ để cô Ngân qua tạc ác xích luôn. Đó, chiêu phết. Đóng xong cảnh này về tao nói cho ngủ ngoài toilet. Toilet còn đỡ, hay là toilet còn đỡ trong ngủ ngoài vườn luôn các bạn ạ. Nhỏ như củ cải. Tiếp tục. Và đây là virus. Hai người ai cũng ngang tài ngang sức, đều xứng đáng là con rể của ta. Hay là đòi lấy cả hai. Lấy cả hai. Ham vãi lông đèn luôn các bạn. Vua gì mà ham dữ dọ. Lấy cả hai rồi về sao chịu nổi. Ngày sáu cửa. À, và đây là một mưu mẹo. Các bạn cũng hình như các bạn cũng đã xem cái video này rồi. Nên rất khó để chọn được người nào là người thắng cuộc. Nhưng một hồi cân nhắc từ công chúa Mỹ Nương thì công chúa quyết định ra một điều kiện hơi đặc biệt. Ai là người tìm được lễ vật và mang tới trước thì sẽ được cưới công chúa. Điều kiện đó chính là hũ dưa chuột muối. Hũ dưa chuột muối. Nhưng phải có thời hạn 30 phút kể từ bây giờ. Ôi, các bạn thấy gì không? Ôi. Khoe luôn mọi người nhớ. Đạo diễn kêu em có cái điện thoại nào không? Điện thoại thì em không có, em chỉ có 11 Pro Max ạ. À, cũng được. Alo. Nhục mặt quá. Khoe luôn mọi người. Đi lẹ lên. Đi kiếm cái hũ dưa chuột muối cho tao. Mày đứng đó làm chi vậy? Cút qua bên kia lẹ lên. Trời mặt mình kìa. Ủa mặt bạc tỉnh chưa các bạn? Mặt mình thì căng thẳng, mặt bạc thì tỉnh không? Đó, mình có hũ dưa chuột muối rồi nhưng mà bị thúi rồi các bạn. Rồi, không được rồi. Ui, thúi quắc luôn. Rồi xong. Và đây là virus. Chỉ có virus mới có cái hũ dưa chuột muối đó thôi. Vâng. Từ một anh nghèo và lên đời từ bắt đầu từ đây. Vâng. Từ bé chỉ có ăn dưa chua, tìm đâu ra dưa chuột muối để dâng vùa. Hai thằng kia nhà tao tìm tôi mà cũng chẳng thằng có. Ừ, hay lắm. Hai thằng kia nhà cao tiền to, hay lắm. Hay lắm. Mẹ ô. Hay lắm. Hay lắm. Tại sao ông lại dám kêu tôi không có? Vào Free Fire thì tìm dưa chuột. Hôm nay có sự kiện đó các bạn. Hôm nay có sự kiện nha mọi người. Biến đổi Free Fire đến ngay rồi đây. Em đã phải nhảy đâu dưa để tìm về ớt cây. Còn em đốt đà thông để lấy về cho anh hành tím. Ôi trời ơi. Còn tao lút cà rốt từ trong thị trấn cổ. What? Còn tao cướp hòm thính trong tháp đồng hồ. Mới ra dưa chuột. Yeah. Mình nhớ cái bài này nghe giống một cái bài. Chăng chăng tin là chăng tin, chăng tin chăng chăng tin, chăng tin chăng chăng tin, chăng chăng tin là chăng tin. Như thủy tinh ta, cái đậu phộng, đậu xanh, đậu rũa, đậu đen, đậu hoa lan, đậu hũ, đậu ve. Cái bài đó các bạn biết nhớ không? Cái bài mà gây cho người nghe cảm giác hoang mang nhất có thể. Và bây giờ mình cũng nghe được cái bài này và cũng giống như cái bài đó và cảm giác rất là hoang mang, không biết là cái gì cả. Cứt nhà mình kêu, chắc là đói, tí nữa mình cho nó ăn sao. Caroline sao bây giờ không được xinh vợ? Ui, Alok cũng không được xinh luôn. Lâu Hoàng Alok mới đẹp. Yeah. Vậy là đã có
giữa chuột muối. Như vậy là đã có hủ dưa chuột muối rồi. Nhà vua mừng rỡ. Wow, hủ dưa chuột muối. Hủ này là hủ thiệt nha mọi người. Vua không nói xuống cho cưới ngay lập tức. Hủ này là mua về luôn á. Trời ơi. Chẳng thể dám tin chuyện này xảy ra. Như vậy là chỉ có một cái hủ dưa chuột muối thôi mà có thể cưới được mỹ nương hay sao? Quay sơ bài lăng, mình nghĩ rằng là sẽ có một cái gì đó ngon hơn, giống như mình biểu diễn đi chay hoặc là gao bạc cô ngân hay gao bạc thì múa này múa kia rồi hóa phép nâng núi rồi đủ các kiểu rồi cho ăn cá đủ các kiểu. Sao lại thích ăn mưa dưa chuột muối? Ăn cái đó rồi cưới về cho ăn ngập mặt luôn hay sao vậy đó hả? Ui, thật là bất công quá đi. Tại sao? Rồi xong. Cái mặt kìa. Trời ơi. Trời ơi, cái mặt kìa các bạn, cái mặt giống như là rồi xong cái này kiểu kiểu nguy hiểm các bạn. Đây đây mày phải coi cái mặt anh virus nè. Đó. Đó. Surprise, motherfucker. Con chú sẽ là của tao, con chú sẽ là của tao. Tụi mày hai tụi mày té ra đi. Mày nhớ rồi bị lừa rồi. Ui. Rồi xong. Công chúa sẽ là vợ ta. Unbelievable. Khi được anh em tới phụ. Gặp được nàng dâu có ông bố giàu u u. Mọi người xung quanh hoa ca. À, thì ra đây là đám cưới. La 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 la. La 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 la. La la la. La 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 la. Ai kỳ ra. Chơi game. Cùng lấy được vợ đẹp. Ủa quê. Vào ngày Free Fire chi tiền xanh lẻ. Dưỡng nàng mi về ngày 4-5 tháng 4. Nhanh thật nhanh lên. Đăng nhập ngay vào game cùng nhau chiến thôi. Anh chị em ơi. Cùng nhau chiến thôi. Ơ cô Ngân. Ơ. À cô Ngân vô giật chồng lại rồi các bạn. Sao mình cười tươi vậy? Cái này là đạo diễn bắt mình cười nè, chứ mình không muốn cười xíu nào hết. Đạo diễn bắt mình cười đó. Cũng nè. Thú hồn. Ok, như vậy là sự kiện reaction đến của mình đến đây là hết rồi. Mặc dù hơi cảm động một xíu. Nhưng mà không sao. Thì các bạn vào trong phần thông báo của Garena sẽ có cái sự kiện truy tìm xin lễ. Các bạn có thể đi tìm cà rốt, đi tìm ớt, rồi đi tìm dưa leo để mà các bạn đủ cái những cái phụ kiện để mà nhận được bộ trang phục này. Đi nhận được bộ trang phục mỹ này nha các bạn. Đó, rồi cảm ơn tất cả các bạn đã đón xem reaction của mình ngày hôm nay. Nhớ bấm vào nút like. Nút like đâu rồi? Đây. Đây đây, nút like và nút nút chia sẻ phía bên này và nút chuông thông báo nha các bạn. Nút chuông thông báo phía bên này nha các bạn. Phía bên góc bên này để mà mỗi lần mình ra video các bạn sẽ nhận được thông báo. Và bây giờ tạm biệt các bạn và hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo.